Cảm ơn anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang cần tìm một căn nhà làm tòa nhà văn phòng khu vực Thái Hà thì hãy xem video này ngay nhé. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay với diện tích là 48m2, nằm trong khu phân lô của phố Thái Hà với thiết kế 8 tầng, mỗi tầng một phòng vô cùng rộng rãi, rất là phù hợp với việc ở và làm văn phòng, với giá đang được chào bán chỉ có 16,6 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Căn nhà của chúng ta được xây dựng 8 tầng với diện tích là 45m2, có thang máy hướng Tây Bắc. Với mặt tiền là 4,5m, cực kỳ rộng rãi và sang trọng. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 của chúng ta là được thiết kế thông sàn, mỗi tầng một phòng. Đấy. Tầng 5, tầng 6 là mỗi tầng 2 phòng ngủ. Tầng 7 là phòng bếp và phòng thờ. Phòng 8 là một phòng nữa và sân phơi. Đấy, để đường trước nhà của chúng ta là hai ô tô tránh nhau. Từ đây ra đến mặt phố Thái Hà chỉ khoảng 50m thôi, rất là gần. Đấy. Vị trí cực kỳ đẹp. Kỳ hiện đại. Nói chung về đồ nội thất thì của chúng ta rất là đẹp, không thiếu gì. Lắp toàn đồ xịn thôi. Đây là khuôn viên tầng 1 của chúng ta. Đấy. Cầu thang, thang máy, cầu thang kính hết. Đấy, đây là hệ thống điện này. Đấy. Thang máy Fuji. Thang máy Fuji luôn. Ngoài cực rộng, cực thoáng. Và chúng ta sẽ lên đến tầng 2. Thực ra khu vực Thái Hà này mà để kiếm được một căn nhà với diện tích rộng vuông vắn như này thì rất là khó và hiếm. Đặc biệt là căn nhà chúng ta được xây dựng rất là cao tầng nữa, phục vụ cho 4 tầng phục vụ để làm văn phòng kinh doanh thôi. Đấy. Các tầng trên thì được thiết kế mỗi tầng 2 phòng để phục vụ mục đích ở. Đấy. Thang máy cũng thang kính. Đặc biệt là căn nhà của chúng ta phía sau cũng có khe thoáng nữa. Đấy, rất là thông thoáng. Đây là sàn tầng 3 của chúng ta. Cực kỳ thoáng đãng. Ở đây anh chị nào làm spa cũng rất là tuyệt vời đây. Đấy. Cực đẹp và hợp lý. Nhắc đến phố Thái Hà thì chúng ta có rất là nhiều thứ ở đây và em Phương cũng không cần phải giới thiệu thêm nhiều nữa, bởi vì quanh đây có rất là nhiều các trường đại học, các khu vui chơi giải trí. Đấy. Trường đại học, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, rồi lên khu bờ hồ, các thứ rất là thuận tiện. Đấy. Thang máy rất là hiện đại. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và đừng quên comment ý kiến của anh chị xuống phía dưới
để em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất. Và ngoài căn nhà này ra thì khu vực này em còn rất là nhiều các căn nhà khác, khu nhà ở hoặc nhà phố. Nên đây thì chúng ta sẽ chia làm hai phòng. Đấy, rất là thông thoáng. Mặt tiền rộng rãi. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ như này. Đấy, khu vệ sinh đây. Rất là hợp lý. Đây là khu vực bếp của chúng ta. Bếp và một phòng ngủ phía ngoài. Đấy. Trên này thì chúng ta cũng có thể làm thêm một phòng ngủ ở đây. Hai phòng ngủ ở đây, phòng ngủ phía trong, phòng ngủ phía ngoài cũng được. Đấy. Rất là thuận tiện. Bởi vì phía tầng trên của chúng ta còn một tầng nữa. Có nhà vệ sinh sẵn rồi. Phần giá của các căn nhà này thì em xin phép để ở phần mô tả của video nhé. Mặt kính. Đây là trục đường trên cao. Rất là thuận tiện. Mặt phố Thái Hà đây. Cực cương. Ở rear window láng hạ. Đây chính là thiết kế khác và nổi bật của căn nhà này so với các căn khác. Đây là kính. Và anh chị có thể thấy là em Phương đang đi trên kính đây. Đấy. Kính này làm thêm năng lượng mặt trời nữa đấy thì tuyệt vời luôn. Đấy. Kính chịu lực hết rồi, anh chị yên tâm. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.